Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh bãi cũng như đam mê đài cassette cổ trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 1 đầu tháng, Nguyên Audio xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một tháng mới sức khỏe, may mắn và luôn tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay thì lại tiếp tục xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đài sáp GF700Z màu đỏ tươi. Hôm nay lại về để phục vụ anh em đam mê. Nói về dòng đài sáp 700Z thì nó rất là cổ kính và huyền thoại rồi, được rất nhiều anh em chơi cũng như là săn lùng quý vị nhé. Màu đỏ thì nó cũng khá là hiếm, màu đỏ này thì nó cũng rất là ít về, thỉnh thoảng thì nó cũng về được một vài chiếc để phục vụ anh em thôi, chứ không có về ồ ạt được nhiều đâu anh em nhé. Nên là những chiếc đỏ như này thì bây giờ nó cũng dần đi vào hiếm mất rồi, cũng rất là khó. Hồi hôm nay về được một chiếc để phục vụ anh em. Nguyên Audio tranh thủ làm cái video này để giới thiệu cho quý vị và các bạn chúng ta trên khắp mọi miền sáp GF700Z chạy hai cửa băng này, chạy cửa hai cửa băng. Ngoài ra thì nó có radio AM và FM tần số 108, có thêm cái đường phone line in để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh anh vào. Đây là tem của loa thì bên Nhật về là vẫn còn nguyên đây quý vị nhé. Sáp 700 là 36W đây ạ. Màng của nó là màng giấy có đường kính là 18 cm, màu trắng đấy. Màng giấy màu trắng thì rất là đẹp, trắng buốt luôn. Nó rất là mới nên là màng nó mới được trắng đẹp như này quý vị nhé. Và nón của nó thì bằng nón nhôm, những cái viền loa, những cái núm nút ở trên chiếc đài sáp GF700Z này thì rất là đẹp. Và trước khi vào test chiếc đài này thì Nguyên Audio cũng xin báo giá luôn cho quý vị và các bạn. Chiếc đài này thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 25 triệu đồng. Quý vị mua hàng thì Nguyên Audio sẽ tặng chúng ta hai chiếc băng Maxen xịn trị giá 600 nghìn quý vị nhé. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test cái radio đầu tiên cho quý vị này. Bằng máy bay không người lái khiến thuyền trưởng con tàu người Romani và một nhân viên an ninh trên tàu người Anh thiệt mạng. Tiếng của chiếc đài này thì nó rất là hay. Israel, Anh và Mỹ, đặc hai ngày trước ngoài trưởng nhóm chung, các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tiếp tục lên tiếng. Để phản ứng lại tuyên bố của G7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatijadi. Nó có dàn đèn nháy hiển thị công suất đây và có equalizer laser này, chỉnh bát chung chép, nó có tua nhớ bài luôn. Tiếp theo thì Nguyên Audio sẽ test cái cửa băng số 1. Tiếp theo sẽ là cửa băng số 2. Chiếc đài này chúng ta để về trưng bày trang trí gia đình nhà chúng ta thì rất là cổ kính quý vị nhé, huyền thoại cổ xưa đấy ạ. Tôi trở lại vùng hải quân, vùng xa xôi đã sỏi đi ba tháng âu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng mộng tình, kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, chờ đi miền mài. Hãy subscribe.
Quý vị tạm âm chất âm của nó thì rất là hay, và những cái chiếc đài cassette cổ bây giờ thì được rất nhiều anh em chơi săn lùng và sưu tầm quý vị nhé. Mục đích của anh em thì cũng chỉ là đam mê và ôn lại cái kỷ niệm ngày xưa thôi. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi thì chúng ta ngắm những chiếc đài này thì nó cảm thấy rất là thoải mái quý vị nhé. Tinh thần thì rất là thoải mái rồi, ôn lại cái kỷ niệm xưa, có những cái chiếc đài cassette ngày xưa mà chúng ta không thể sưu tầm được. Và bây giờ anh em mới có nhu cầu để muốn sưu tầm lại. Nguyên Audio xin được dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chúng ta trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Nguyên Audio. Xin chân thành cảm ơn.